Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục review một bộ phim cũng mới ra mắt, đó chính là bộ phim Bậc Thầy Của Những Ước Mơ. Thì đầu tiên mình cũng xin gửi lời chúc các bạn là có một mùa lễ hội rất là vui và năm mới sẽ có nhiều thành công. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về bộ phim này nha. Thì hôm nay mình mặc đồ cũng hơi màu mè một tí để chuẩn bị review xong là mình bắt đầu mình phóng ra đường đi chơi countdown để đón mừng năm mới, năm 2018. Thì bây giờ mình sẽ nói về bộ phim này nha. Thì các bạn cũng đã từng xem phim La La Land rồi đúng không? Một bộ phim nhạc kịch dạng như Broadway, vừa nhảy múa mà vừa có nhạc. Thì đối với bộ phim La La Land thì nó dành cho những bạn thiên về cái nghệ thuật nhiều một tí. La La Land nhiều bạn không quen thì xem sẽ hơi buồn ngủ một tí. Nhưng đối với bộ phim này nè, các bạn thấy là cũng từ tác giả viết lời nhạc, đoạt giải Oscar của La La Land luôn. Ý là cái nhà soạn nhạc này cũng từ La La Land luôn. Nhưng mà với bộ phim này các bạn sẽ thấy là âm nhạc nghe rất là đã. Thì đầu tiên như là mình sẽ nhấn mạnh là âm nhạc trong phim nghe rất là đã, rất là hay. Không có nhàm chán, không có buồn ngủ đâu. Tại vì bộ phim này á, thì theo cái hướng là rạp xiếc nên rất là sôi nổi, rất là thu hút. Đảm bảo các bạn luôn, không hề buồn ngủ. Thứ hai, đó chính là nói về một chút về diễn viên. Thì các bạn là biết trong phim sẽ có là Hugh Jackman với là Zac Efron là hai diễn viên mà mình cũng khá là yêu thích. Và hai diễn viên rất là điển trai đúng không? Thì cũng là một yếu tố để chúng ta theo dõi bộ phim này. Chưa nói đến nội dung, chỉ nói đến diễn viên thôi là chúng ta đã thấy thích bộ phim này rồi. Một tuyệt tác được Hugh Jackman thực hiện trong 7 năm. Đó, là cũng một cái câu slogan để chúng ta ra rạp để xem bộ phim này đúng không? Rồi tiếp theo là mình thích cái bối cảnh bộ phim này nè. Khi mà những người Solomon, những người đàn ông, những người phụ nữ lịch lãm các bạn đi xem kịch đội cái nón thế này rất là hay, rất là thích trong bộ phim này. Thì đây là một bối cảnh xưa, nó rung lên, nó huyền ảo mà nó vừa sang trọng nữa, coi rất là đã. Rồi chúng ta sẽ nói về một tí về cái nội dung ha. Thì nội dung nói về những cái ước mơ các bạn, những cái giấc mơ. Thì cái người đàn ông này tên là Finn. Tên là Finn là sẽ chán nản với công việc văn phòng đó, thì sẽ tìm cho mình những cái giúp cho những cái người mà quái dị có được một cái sống, một cái nhìn xã hội yêu mến họ hơn. Thì người đàn ông này tìm những người quái dị như thế và gọi lên một gánh xiếc. Nghe như vậy nhưng mà khi người đàn ông này, chính người đàn ông này đã cho họ những cái ước mơ các bạn, đã giúp họ thực hiện những cái ước mơ của họ, họ được bước ra ánh sáng. Thì nội dung phim cũng khá là nhân văn. Thì nói chung là khi mình xem phim này mình cũng nghĩ là cứ ước mơ đi, trong phim cũng sẽ có những thất bại các bạn. Khi mà ước mơ của mình thất bại thì mình cũng đừng bỏ cuộc, mình tiếp tục ước mơ và tiếp tục thực hiện ước mơ của mình thì chắc chắn là sẽ thành công. Bộ phim này cũng như vậy thôi. Người đàn ông này có những ước mơ và ông ta sẽ chắc chắn là có những cái thất bại, có khi là mất cả gia đình, mất cả sự nghiệp, mất cả tiền bạc. Nhưng mà với vẫn ước mơ trong lòng, vẫn hoài bão đó mà người đàn ông này tiếp tục thành công với những ước mơ của ông ta. Thì cũng là một bài học nhân văn khuyên chúng ta là ước mơ rồi trong tình yêu, ước mơ về tình yêu, ước mơ về sự nghiệp, rồi ước mơ đủ thứ hết. Và hãy biến những ước mơ thành hiện thực, chứ đừng có là ước mơ hoài rồi ngủ luôn các bạn. Hãy biến ước mơ thành sự thật, cũng là một cái thông điệp cho năm mới đúng không? Qua năm mới bạn là ước mơ thì hãy biến thành sự thật đi. Cảnh quay thì rất là đẹp thôi. Những cái màn biểu diễn, nhưng mà biểu diễn rất là lộng lẫy, rất là kiêu sa và coi rất là thích, giống như là chìm vào một thế giới cổ tích. Phải nói là thế giới cổ tích luôn, rất là đã. Thì cũng đây cũng là một cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Có thể là các bạn không thích, có thể là các bạn sẽ thích phim này. Nhưng mà theo cái thăm dò ý kiến của bạn bè mình á, thì đa số các bạn mình đều rất thích bộ phim này và khuyên mình ra rạp xem bộ phim này. Thì từ đó mình sẽ khuyên lại các bạn ra rạp để xem bộ phim này luôn. Vậy mình nghĩ là các bạn cũng nên ra rạp xem bộ phim này. Và chúc các bạn sẽ thưởng thức trọn vẹn bộ phim này. Và một dịp cuối năm, một mùa cuối năm vui vẻ bên bạn bè và người thân. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi review bộ phim này. Bye.